Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh xác định 192 người cách diện tiếp xúc bệnh nhân 1347, lấy mẫu 73 người đang đợi kết quả xét nghiệm. Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, tối 30 tháng 11 cho biết, ban đầu ghi nhận 38 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1347 đã cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp tiếp xúc khác là 154, đến tối nay mới lấy mẫu 35 người, công tác lấy mẫu đang tiếp tục. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đang tiếp tục khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan ca nhiễm. Ngành y tế đã vệ sinh khử khuẩn, phong tỏa tạm thời những nơi bệnh nhân từng xuất hiện. Bác sĩ Dũng thông tin, bệnh nhân nam 32 tuổi, lây từ nam tiếp viên hàng không, là bệnh nhân 1342 đã công bố chiều ngày 29 tháng 11. Mẹ của bệnh nhân 1342 sinh năm 1957 ở Hóc Môn, ngày 30 tháng 11 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Ca nhiễm này chấm dứt chuỗi 120 ngày Thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng. Ca nhiễm cuối cùng tại thành phố ghi nhận vào 4 tháng trước, ngày 2 tháng 8. Bác sĩ Dũng khuyến cáo nguy cơ COVID-19 lây lan trong cộng đồng luôn hiện hữu. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo thông điệp 5K của Bộ Y tế gồm khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.